Xin chào các bạn, hôm nay Thông sẽ bơi thuyền kayak tại lễ hội ở Eco Park. Rồi, let's go, bơi nào. Yeah. Bạn Thông đang bơi thuyền. Ngồi xuống, Thông ngồi xuống, Thông ngồi xuống, còn phe xuống thì bơi được. Yeah, cố lên. Giỏi lắm. Bạn Thóc đang lái thuyền. Và tôi thì đang nằm ở đây để thảnh thơi giữa hồ Aqua Bay. Đây là một hoạt động trải nghiệm rất thú vị tại lễ hội xuân Eco Park 2019. Có rất nhiều hoạt động diễn ra ở đây. Các chị em phụ nữ thì có một con đường hoa và rất nhiều bối cảnh để chụp ảnh check in. Thì đối với những em bé tầm từ 5 tuổi trở lên thì cũng có rất nhiều khu vui chơi dành cho các bạn đấy. Thóc nhà tôi thì đã khám phá được 2 ngày rồi. Hôm nay Thóc thì đang trải nghiệm đi bơi thuyền kayak. Rất là tuyệt vời. Quá cơ. Để thuê thuyền kayak thì các bạn sẽ mất phí là 200.000 cho một giờ. Tha hồ mà vùng vẫy, rất là tuyệt vời. Rồi đi thôi. Đi. Xuất hiện một thanh niên khá là ngon dai. Đang bơi cạnh thuyền của bạn Tóc nhà tôi. Đua không? Thóc có đua mấy chú không? Đua đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Nào, đua nào. Trái trước là. Trái. Rất may cho bạn Thóc là chúng tôi đang bơi thì có một chú rất là đẹp trai đã xuất hiện và hướng dẫn bạn Thóc trái đi được. Cách bơi. Nó sang bên trái rồi, con lại khua hai lần bên trái. Khua hai lần bên trái để cho quay sang bên phải. Qua hai lần bên trái mà. 1, 2. Thêm một lần nữa. 3. Thấy chưa, dễ không? Bố sẽ hướng dẫn Thóc nhá. Bố chưa biết lái thuyền nhưng cứ hướng dẫn nhá. Rồi được rồi, đi thẳng rồi. Bây giờ cua đều. Cua đều hai bên. Mỗi bên một cái. Nhẹ thật chậm thôi, thật chậm thôi. Nó cứ sang bên nào thì lại con lại cua nhiều hơn. Tôi đang gặp hai bạn hai bạn trẻ này là học sinh trung học nhưng mà có vẻ rất là còi. Được biết là bạn đi đầu đã được học một lớp về bơi thuyền kayak trong 7 buổi. 3 buổi còn lại nghỉ gió lạnh. Thế là bạn đã được 3 buổi tập đi kayak. Thế có kinh nghiệm gì để lái kayak không con? Không à. Thế nào, hai bạn này cảm giác lái kayak như nào con? Thích bạn ở bên hồ không? Cái thuyền này nhẹ quá, gió thổi bay hết. Không thích bạn ở bên hồ à? Bên hồ kia nó dùng thủ sắt đỡ hơn. À, nhưng mà thuyền này thì nhẹ hơn, các con dễ bơi hơn. Nhưng mà nó cá thôi. Xin chào, xin chào. Xin chào. Đội nhà này đang hết sức rồi. Ông à, đội nhà gấu nhà đậu bị thuyền trưởng đang bị hết xăng nên là không lái được nữa. Thông ơi, Thông ngồi xuống như lúc nãy nhanh lên. Để đây. Bơi thuyền kayak cạnh bến du thuyền. Rồi thổi coi đi để cho thuyền trưởng lá. Bạn Thóc đang dùng mái chèo bằng cơm. Chạy bằng cơm. Mái chèo chạy bằng cơm này có vẻ cũng đang rất là khỏe. Một đội thuyền đang có mái chèo bằng cơm. Đây là thuyền mái chèo cơm nên là có vẻ là bơi rất là khỏe.
Máy chèo cơm con cảm giác là chèo bằng tay thích hơn hay chèo bằng tay chèo thích hơn ở Thóc? Tay chèo bằng tay mát hơn. Oh, chuẩn, chèo bằng tay mát hơn. Kia là một đàn thiên nga. Thóc ơi, Thóc ơi, Thóc. Thóc. Có nghịch như đấy quá nguy hiểm, lật thuyền đấy. Cái bạn Thóc này là rất là nghịch ngợm. Không biết gì nguy hiểm là gì cả. Lắc lắc thì lật một cái, thì hai bố con là úp ụp xuống đây thì làm sao bơi được vào bờ. Ở trước mắt là có một đàn thiên nga các bác ạ. Hai bố con nhà Thóc đang bơi thì có một đàn thiên nga đang bơi trước mặt. Rất là tuyệt vời. Đây toàn cảnh hồ có bay. Có đàn thiên nga. Wow, trong bờ lại còn có mấy cô đang đi xe đạp qua công viên rất là đẹp. Y chang như bên Hàn Quốc ấy bọn. Sau một tiếng chèo thuyền thì Thóc cảm thấy như nào hả con? Thóc, con ngồi im nào, ngồi im. Cảm thấy ướt mông. Thế nên là nếu mà cảm thấy ướt mông thì là các bạn có đi chèo thuyền kayak thì mang thêm một bộ quần áo nữa để đề phòng khi ướt thì ta có thể quần áo thay đúng không? Còn cảm giác như nào nữa hả con? Cảm giác có thích không? Có. Thế lần sau con có thích đi chèo thuyền nữa không? Có. Có à? Thế thôi bây giờ chúng ta sẽ hết giờ rồi, chúng ta trèo vào bờ nhá. Tạm biệt các bạn đi. Con phải nhìn vào ống kính để bye bye mọi người chứ. Bye bye mọi người. Rồi, đi vào bờ. Hello, hello, hết giờ rồi, bơi vào bờ đi, nhanh lên. Muộn rồi. Dạ thùng ơi. Chèo bên ngược lại nhỉ? Hay, đậu đó cho tay lên. Đúng rồi. Cái kia đi. Đấy là chị đang chèo